đó năm 2013 thì mình tham gia nhóm tiết kiệm, vay nhóm tiết kiệm là được 600, mua một con dê thì nuôi được 2 năm, thì điện được một con, nhưng mà lúc mình mua đấy thì mua cái quan điện con đấy là đang chịu con này, thì bây giờ thì con điện nó điện được một con thì con của nó là điện được một con nữa, thì cái con miệng của nó để mình không chết máy thì phát hiện ra đấy con của nó, miệng của nó thì điện quang của điện quang qua con đếm nhanh thì mình bám con miệng của nó đi, và cái quang của nó thì điện được một con này được rồi. Nuôi dây của anh thì anh bây giờ là thường là xem ruộng đất thì không có gì, không có cái gì chính tìm cho cái quan đi học thì anh nuôi dây để bán đi, vừa tìm cho quan đi học vừa tìm rồng để mua thức ăn cho gia đình mình.